Yajima xin được kính chào tất cả các bạn. Hôm nay Yajima giới thiệu với các bác một chiếc xe Trek Epic LTD, là phiên bản giới hạn. Chiếc này là xe đấu giá Nhật và về Việt Nam qua đường bay, hàng đi đường bay. Về size xe thì chiếc này là size thuộc size M của hãng Trek. Thì size M của hãng Trek thì tương đương với cái size inch là 17,5 inch. Và dòng đứng thì sẽ là 44,5 và dòng ngang là 52. Ở chiếc này nó có một cái đặc biệt là hàng phiên bản giới hạn, cho nên nó về số lượng xe ấy thì nó rất là ít ở bên Nhật. Đấy, và ở Việt Nam mình thì nó không có. Bên Nhật cũng rất là hiếm, cho nên là kiếm một chiếc này, và chiếc này đặc biệt là về tổng quan xe thì hình thức xe còn rất đẹp. Và về model là năm 2018. Thế nhưng mà chủ người Nhật thì hầu như không sử dụng và để ở nhà kho. Đấy, họ có mô tả như vậy, hầu như không sử dụng và để ở nhà kho. Có mái che. Thế nhưng mà cái kiểu như là lâu người ta không đi, người ta cũng không tra dầu mỡ gì cả. Và xích cho nên là xích clip có một vài điểm, vài chỗ kiểu như là khô dầu ấy, kiểu như hơi han han một chút. Đấy, còn về tổng quan xe thì cực kỳ đẹp luôn, hầu như không sử dụng. Về cấu hình khung thì chiếc này là khung nhôm, càng trước là carbon. Và xe dùng cọc vành nhôm hai lớp màu bản phiên bản màu trắng giới hạn của Voigtlenker. Lốp thì 700x35C. Ở chiếc này về nhà Zibai là được hai chiếc. Cách đây khoảng một năm, năm ngoái thì về được một chiếc Epic LTD. Và rất nhiều bác hỏi, cũng rất nhiều bác yêu thích dòng này. Thế nhưng mà bởi vì cái dòng này nó là bản phiên bản giới hạn của đây Epic này, LTD này. Cho nên là rất là hiếm. Chiếc này thì ghi đông Potang nhôm trắng. Các cái bản khác của Trek thì Epic 7.4, 7.3 hoặc Epic 3.4 thì nó là cọc yên Voigtlenker nhưng mà màu đen. Còn cái chiếc này là màu trắng. Và cái nước mạ trắng thì cực đẹp luôn, kiểu như là nhôm phay xước ấy. Và đặc biệt phiên bản giới hạn thì tay nắm và yên thì nó đã khác với cái phiên bản khác rồi các bác nhé. Nó dùng cái yên có cái lớp này, lớp kiểu như vải chứ không phải là yên da. Đấy. Phản quang Nhật đã có khóa cộng yên. Và cái màu sắc của nó là màu xanh. Không biết các bác dùng iPhone 13 thì nó có một cái màu xanh rất là lạ. Thì cái con chiếc này nó kiểu màu xanh vậy, nó có hai phiên bản màu xanh đấy. Thì cái màu xanh nó rất là nhẹ nhàng, nó không phải xanh đậm đâu, xanh nhạt thôi nhưng mà rất nhẹ nhàng và rất đẹp. Ghi đông Potang thì Voigtlenker và nhôm trắng luôn, cực kỳ đẹp. Và ghi đông bắp chuối. Đây, cái tay nắm nó là tay nắm vải đấy các bác nhá, nguyên bản cấu hình nguyên bản của hãng như vậy. Và cấu hình bộ chuyển động trước này là 3 đĩa và 9 líp Shimano Alivio. Đấy, tay bấm xả và tay phanh liền nhau, cùng nhau là Shimano. Cái vải này thì có thể nó có cái màu trắng cho nên nó rất dễ bám bẩn. Đấy, nhưng mà nó nguyên bản như này. Đấy, còn cái ghi đông là ghi đông bắp chuối Voigtlenker. Nhôm sáng luôn, sáng soi gương ấy luôn. Và đặc biệt dòng này dùng logo Trek của nó là phiên bản giới hạn mà, cho nên là cái logo nó cũng đẹp, là một logo là phiên bản nổi mà kiểu như là một miếng nhôm ấy, logo nổi nhá các bác nhá. Đời mới bây giờ nó sơn luôn là khung các bác ạ. Và chiếc này là model năm 2018, càng là càng carbon, càng carbon HCM carbon này. Đấy, và phanh là phanh Techo, trước sau đồng bộ. Và cái đặc biệt là bản phiên bản giới hạn này thì em không thấy dùng ti bật như bình thường đâu. Nó dùng một cái bộ tháo trục này này. Nhưng mà lại vặn bằng lục giác các bác này. Cái đầu lục giác bên này này các bác này. Nhưng mà nó cũng kiểu sáng bóng, nó đồng bộ luôn. Cái phiên bản này nó lại dùng cái này cho nó không dùng cái ti bẻ. Đấy. Cũng có càng xe đã có cái được các cái lỗ chờ để lắp các bờ ga hoặc là lắp các cái chắn bùn hoặc là các cái chở đồ đấy, thì nó đã có những cái lỗ chờ sẵn rồi. Đấy, và cái lốp này thì không, hầu như không sử dụng ấy, bởi vì xe này họ để ở trong nhà mấy năm liền họ không sử dụng. Thế nhưng mà để ở trong cái nhà kho cho nên là nó
họ không chăm sóc thường xuyên, cho nên là nó cũng sẽ có cái kiểu như là bụi bẩn một chút. Nhưng còn về tổng quan xe thì đẹp lắm các bạn ạ. Dòng này rất hiếm đây, cái phản quang trước sau thì đều có thôi. Và cái tem Bosch đây, tem vành đây, và cái lốp xe này nó có một cái đường lai màu màu nâu xung quanh rất đẹp, mai ơ trắng nhá, nhôm trắng này. Đây là cái logo Bosch của cái vành này, và cái vết vành các bác nhìn này, nó gần như kiểu như không dùng, chưa dùng ấy nhá. Đấy, có thể người ta sử dụng một vài lần và người ta để trong nhà kho không có thời gian đạp luôn, và bây giờ người ta bán. Và dòng bản limited cho nên là sẽ rất là hiếm. Tem cảnh báo này, và cái lốp này hôm trước cũng về một chiếc, nhưng mà cái này có thể lâu nó bong cái tem hoặc là nó phai cái tem đi, thành mỗi cái có một cái chữ không nhầm thì nó là Panaracer, lốp made in Panaracer của Nhật, không nhầm. Hiện đây các thông số dập nổi đây, nhưng em không nhìn thấy cái tên của nó. Dòng lốp này cực kỳ thích luôn, cứng cáp, trông rất lạ luôn. Em quay mặt bên trái, à đâu, chưa cả quay cái phần củ đề này. Đây, củ đề Shimano Alivio rất mới luôn, không có vết xước quá, đẹp. Những cái xích này, xích là xích KMC, xích 9 KMC, và em có thấy một vài vết hát han này này. Đấy, có thể họ lâu họ không tra dầu, họ cứ để nhà kho mấy năm liền. Từ 2018, đây, clip này. Clip Shimano CS HG2009, clip 9 clip thả Shimano. Nhưng mà đây này, nó bị kiểu như là lâu họ không đi, không tra dầu mỡ, nó có han han này. Nhưng mà cái này chỉ cần là tra dầu mỡ lại và đi một thời đạp một thời gian, nó là hết cái kiểu han dỉ này các bác nhé. Nó là khô dầu mỡ thôi, và nó dẫn đến han dỉ cái clip này. Còn vành sau này, đồng bộ vành trước và như nhau luôn. Và độ mới thì cũng không phải chỉ quay các bác xem thôi, chứ còn độ mới trước này thì gần như mới luôn. Thế mà nó đã qua sử dụng mấy năm rồi và người ta không dùng ấy. Người ta cứ để trong nhà kho đấy, chủ mô tả vậy. Phanh Techo này. Phanh Techo, đấy các bác nhìn lốp này. Đẹp thật. Mai ơ này, mai ơ nhôm nhá, màu trắng, trước sau đồng bộ, và cái ti bật. À đây, cái ti trục ấy, là như nhau, nó không dùng ti bìa, cái ti bẻ, mà ti vặn lục giác luôn, đầu lục giác ở bên phía bên kia. Giò đĩa nhôm trắng. Chiếc này dùng cặp pedal VP WK 213 cực kỳ xịn sò luôn, đẹp ạ. Rất là trơn. Nhưng cái này có thể là trơn quá ấy. Đây. Cái giò đĩa của nó màu nhôm phay xước, trắng đẹp lắm. Đây. Cái giò đĩa của nó này. Top. DXIL này. Tem này là tem của hãng này. Check bicycle này. Khung là khung nhôm, Gold Alpha Aluminium. Đấy, Epic City Edition. Đây là cái tem của hãng Check này. Gạt đĩa thì là Shimano Asura. Hàng Check phiên bản giới hạn này, chữ Check LTD này. Đấy, còn đây là size xe này, 17,5 inch nhé. Riêng hãng Check thì size của nó, size M thì là giống đứng là 44,5, và nó là ghi 17,5 inch. Còn size lớn hơn là size L thì nó sẽ là 20 inch, 20,5 hay sao, thì nó là giống đứng của nó sẽ là 51. Đây, Epic LTD. Đây là một cái tem này, cái tem của cái shop bán xe bên Nhật đây nha các bác nhé. Đấy, cái shop này em thỉnh thoảng em cũng đấu giá thấy cái tem này. Hôm trước là chiếc nào không nhầm thì là Binchi Finishi. Đây là cái tem an ninh này, trước này họ lại không bóc chưa bóc cái tem này đi, không bóc cái tem họ để nguyên, chắc ở dưới gầm xe họ cũng chả để ý. Thông thường là người ta bóc hết đấy. Cái tem an ninh này, nó là mã số cá nhân của người ta mà. Còn công an họ quản lý đây, cái tem của hãng này, số series của hãng Check này. Xe chính hãng. Số khung dập chìm này. Và nó sẽ trùng với cái giấy tờ số khung đây. Đấy. Dấu khuyên của người chủ người Nhật đây. Họ kèm theo cái xe này chính hãng mà, họ mua
họ vẫn còn giữ nguyên cái sổ đầu tiên, cái sổ hành ấy. Cái đĩa cài chắc là để cài cái Bluetooth của cái xe, hoặc là giới thiệu cái thông tin này. Cái này là giấy tờ từ ngày xưa họ mua đây, mua ngày 15 tháng 7 năm 2018. Đây là của chủ người Nhật. Đấy. Và rất nhiều giấy tờ hướng dẫn, chắc là hướng dẫn sử dụng quyển sổ này, chắc là sổ bảo hành. Đấy, từ 2018 tháng 7. Em quay cho mặt bên trái các bác cùng ngắm nhé. Đây, quay thử vòng các bác nghe. Clip con này nghe cực kỳ thích luôn, nó không phải cuốn nổ đâu, nhưng mà clip nổ đâu, nhưng mà nó tiếng kêu của nó cũng tương đối đấy. Qua đang xem trước Checkbox LTD, dòng phiên bản giới hạn sách tay Nhật, xe chất chờ của Mỹ, nhưng mà dòng này thì xuất vào nội địa Nhật và được Zimbabwe mua đấu giá về Việt Nam qua đường bay. Hàng đi đường bay thì nó thứ nhất là đấu giá bên Nhật thì nó tuyển chọn, nhà em tuyển chọn từ kỹ, rất kỹ từng con một về giao lưu chia sẻ với các bác. Thứ hai là dòng này nó rất là hiếm, dòng Czech Epic LTD này, và bánh hấp thì rất là trơn, xe thì nguyên bản từng chi tiết một đấy, nó về nhà nó vẫn nguyên như vậy, đặc biệt đôi pedal rất xịn sò luôn. Nói chung từng chi tiết của con này thì cực kỳ tinh tế, mỗi là không thấy về thì không có gọng nước, không có chuông đèn gì cả, chân trống cũng không luôn. Đấy. Thì có thể em sẽ, các bác mua chiếc xe này sẽ em sẽ tặng một cái chân trống, lắp cái chân trống đồ tốt mua ở Việt Nam, một cái gọng nước Nhật bây giờ hiện tại em đang hết rồi. Hôm trước em mua mấy chục cái gọng nước, nhưng mà tặng những xe về mà nó không có thì cứ mua gọng nước Mirola của Nhật hoặc là các gọng nước khác, Bontrager hay là B&G tặng các bác, lắp vào xe tặng các bác, nhưng mà chiếc này về thì hết sạch rồi. Và đến hôm nay hết sạch gọng nước mua Nhật rồi. Đấy, các bác mua chiếc này thì sẽ tặng gọng nước mua ở Việt Nam thôi. Và có thể tặng các bác một cái chuông, một cái đèn. Cái chuông Nhật em lại hết sạch cái size này. Đấy, cái size này nó phải lắp được vào cái chỗ này, là cái size bé, cái chuông Nhật hôm trước mua được một ít ấy. Nhưng mà hôm nay về hết sạch luôn. Lắp vào các xe còn chuông Nhật, nhưng mà nó phải lắp vào chỗ này, cho nên là cái phần lắp ấy, nó lại phải lắp ở trên này thì mới được, thì nó lại to hơn, cho nên nó không thể lắp vừa được. Đấy, bởi vì ghi đông bắp chuối mà, nó tùy theo cái tay bấm xả để có thể lắp được cái chuông nhỏ ở bên này. Đấy, cho nên sẽ tặng các bác một chiếc đèn thôi chiếu sáng. Đấy, em quay chiếc Checkbox LTD này cũng tương đối là tỉ mỉ, để các bác ở xa thì có thể ngắm hoặc là xem qua clip. Em cũng sẽ xem clip thì các bác xem ở trên YouTube xe đạp Nhật nội địa Zimbabwe. Thì các bác đăng ký kênh cũng như là subscribe kênh và like để chia sẻ với những người bạn, hoặc là các bác có thể nhận thông báo được những chiếc xe mới nhất mà em đăng. Đấy, còn lại trên Zalo bây giờ họ bóc tương tác thì người ta em đăng ở trên đấy clip chỉ được khoảng mấy phút thôi. 4 phút gì đấy, 4-5 phút thôi, quanh quanh tầm đấy, nó rất là ngắn, nó không thể đi được chi tiết tất cả cái xe và mô tả cho các bác được. Đấy, các bác có thể xem trên YouTube, các bác search trên YouTube hoặc là trang Facebook xe đạp Nhật địa Zimbabwe, thế em cũng sẽ post cái full clip này lên. Ở Zim quay cho bố gái để bố lên đề clip con này cho bác cùng ngắm. Đây bây giờ em đang quay cầm tay. Xe nó đang ở tầng thứ hai này, thì em xả hết về cái tầng thứ bé nhất này, rồi lên này. Đấy. Đây này. Đấy. Nó rất là nảy và nó hạ này. Hạ này. Rất là nhẹ nhàng, đẩy. Đấy. Và rất là trơn cả hai bánh luôn. Đấy, em hạ cái đĩa trước này, đĩa to này, hạ xuống này. Đấy, về cái đĩa nhỏ nhất này, lên đĩa tầng thứ hai này. Đấy, tầng thứ ba này, đĩa to nhất này. Đấy, hạ này. Nó rất là trơn tru, mượt mà. Đấy, em lên để giúp cho các bác xem và nghe tiếng giúp của cái chất này cực kỳ chất luôn. Rất là trơn nha các bác nha.
Ở chiếc này thì cái size với cái size này thì sẽ vừa phù hợp với các bác có chiều cao từ 1m59-60 trở lên. Với size 44 này thì 58 các bác đã chạy thoải mái rồi. 58-59 đổ lên đến quanh tầm 1m73-74 đổ lại. Dưới 1m75 thì là đẹp nhất. Đây, thì các bác vừa size và chạy chiếc này sẽ rất là ok. Và các bác có thể là gần ở gần các bác qua nhà trực tiếp để xem xe và trải nghiệm. Còn các bác ở xa thì inbox Zalo 0915640706, em sẽ gửi ảnh và thông tin chi tiết cho các bác. Đấy, còn các bác ở gần Hà Nội, quanh Hà Nội thì có thể qua số nhà 39, ngõ 325 Giảng Võ, Hà Nội để xem xe cũng như là các bác chạy thử trải nghiệm với chiếc Trek FX LTD này, phiên bản giới hạn, hàng sách tay nội địa Nhật về. Hình thức thì còn rất là đẹp, xe hầu như không sử dụng đâu, bởi vì nhưng mà cái model nó một vài năm rồi, chủ người ta để ở nhà kho. Đấy, đấy lịch sử và chi tiết của cái chiếc này, cấu hình những nguyên bản theo xe của theo hãng, cấu hình 3x9, khung nhôm cả carbon, bánh nhôm hai lớp Bontrager, lốp Panalaser cực kỳ chất luôn, từng chi tiết một rất là chất chiếc này. Phân khúc thì chỉ có 10 mấy triệu thôi. Các bác quan tâm thì alo hoặc Zalo cho em. Rồi, em sẽ báo chi tiết. Em xin tạm dừng video trước Trek FX LTD tại đây. Xin được cảm ơn và chúc sức khỏe tất cả các bác.